Rồi, hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay Tăng sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài cắt layer cúp đuôi và máy bay nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn chia phân khu giống như clip Tăng chia nhé. Và mình cắt cái phần phía sau ngang bầu nhẹ, rồi mình trải về hai bên. Thì trong cái phương pháp này được gọi là cắt form viền, khuôn viền nữa nha các bạn. Các bạn hãy áp dụng theo nhé. Thì trong cắt tóc các bạn chỉ cần lưu ý góc độ hình khối thì chúng ta sẽ tạo được những bài cắt mà chúng ta mong muốn ha, độ ngắn dài ha. Thì giống như các bạn đã thấy thì Tăng đã chia và Tăng cắt cái khuôn viền và form ngang bầu. Sau khi mình cắt á thì mình phải tư vấn khách hàng trước kiểu tóc mình mong muốn rồi sau đó mình cắt. Sau khi Tăng cắt form xong thì cái phần di chuyển Tăng nâng lên, Tăng cắt layer tròn nha bạn. Chúng ta đi tròn theo cái khuôn đầu hộp sọ. Các bạn áp dụng theo cái kỹ thuật cắt trong clip này nha. Và Tăng đang cắt kỹ thuật là kỹ thuật nâng cao, và nó sẽ nhanh hơn khi các bạn cắt kỹ thuật cơ bản nhé. Mà để được nâng cao thì các bạn hãy nắm cơ bản vững. Các bạn thấy Tăng chia cái vòng tròn không ạ? Thì các bạn cứ nâng góc độ lên và chúng ta cắt theo vòng tròn đó và lấy cái điểm chuẩn. Cứ thế các bạn cắt quanh hộp sọ luôn nha các bạn. Thì đây được gọi là layer tròn. Layer tròn thì cái phương pháp chúng ta có thể cắt dọc, chúng ta có thể cắt ngang. Thì trong cái phương pháp này Tăng đang cắt là cắt ngang nha các bạn, ôm tròn theo quanh hộp sọ hết. Vì cái gương mặt của bạn này là gương mặt vuông thì mình cắt cái layer tròn thì rất là thích hợp luôn nha. Còn cái phần top ở trên thì được gọi là cái phần phân tán, thì mình lấy một cái điểm chuẩn và mình cắt cái layer tròn và lấy một cái trung tâm chính giữa và mình làm giống như cái combo với các bạn. Và các bạn cứ nâng cắt dần lên layer chuẩn thôi, và cứ thế các bạn tách ra làm đôi, làm điểm chuẩn, các bạn cắt quanh hộp sọ hết luôn là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài cắt rồi các bạn. Nếu như bạn nào mà chưa có hiểu về layer tròn là như thế nào, layer vuông là như thế nào, layer tam giác là như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo những cái kiến thức cơ bản cắt tóc hình khối nha các bạn. Ta xin nhắc lại, cắt tóc các bạn cần lưu ý giùm Tăng là góc độ, hình khối và kỹ thuật, kỹ năng là chúng ta có thể ứng dụng cắt được rồi. Trong cái bài cắt này thì đơn giản Tăng chỉ cắt là form tròn, layer tròn. Còn cái phần mái á, thì Tăng chia cái khối vuông từ đỉnh cao chân mày và Tăng cắt đít cunis, Tăng cắt layer vuông thôi thì nó sẽ ra một cái máy bay. Và sau khi cắt thì các bạn cần lưu ý là chúng ta cần phải sấy khô và cá nhân hóa các điểm và chuốt ngọn nữa nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn những video clip chia sẻ những bài cắt tiếp theo của Tăng. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và theo dõi nha. Các bạn có quan tâm những cái bài cắt gì thì có thể để lại comment bình luận, Tăng sẽ làm video clip chia sẻ tới các bạn nha. Các bạn có thấy cái mái tóc này đẹp không ạ? Thấy đẹp thì nhớ thả tim giùm Tăng nha. Bye bye các bạn.